All right, look at that. It looks so good. It is done. I am ready to dig in. À lâu nay cuối bằng bông nên khi nhóm ban hai hai cha à lâu nay khi mình thôi ở mình phải mời tao khní. So stay mình phải tao khní xong chụp được xua cha. Ngày nay nên khi nhóm miên một mà hộp cha một mà hộp này cứ cream cross hay cha cứ bằng bông cruột cha bằng bông cruột nắng cream xong này khi nhóm ăn miên ấy té miên cruột cruột đi bằng muối cha. Tên là store Asian Market dương á. Hay à cái hàng cái hàng ấy bán. Oh quail, so you know. Cha, cái hàng quail cha. Chúng ta có cái hàng cruột, cha. À lỡ cream xong là bỏ những nhóm miền đôi tỏ tư, cha. Những nhóm miền tức sự yêu mùi xe lập rìa, bài, cha. Ẩm bấl mà trong xe lập rìa cà phê, ở bên vô mà cà phê nó vô mà trong xe lập rìa cà phê, cha. Hay mà sao sốt mòn ấy, chúng ta có cái xe lập rìa bài, cha. Mà bị chiến ta ở vì riêng prai, cha, prai. Buồn sao sốt mòn vì mình tu tơ tổng o hay không đắng á, cha. Chúng cứ xong này khi nhóm mình đọc bản năng tế hay nghĩa mà tì pi với anh cha vệ tì pi với anh tức chẳng lúa khi nên khi nhóm thơ tức mà rách cha tức mà rách miên ẩm bấl mà rách nâng sko rồi chứ má hay mà tê cha chẳng cứ xong này khi nhóm mình đọc bản năng tế cứ chẳng lúa chẳng mùi cụi cha chẳng nên khi nhóm vô cụi nó ta liền sẵn giờ một cặp hai bằng này khi nhóm lìa vậy cha mùi muối bà hơi chào máu. Một miếng rốm á, rồi hai giờ mơ tới lại miếng ấy. Nhưng có liên rụi đá. Chú chị ở smooth tới cặp tới lại. Try it out with a yeah, cặp paper towel. Cặp tới lại đi ở tiết trở mốc. Now just cut it in half or what are you doing? Cut half, yeah. Nhẹ khá cái trong nhằm tầng mũ lên á. Dừng cặp bị khlong cả bàn ta chà. Đây khi mà chọn nhằm tầng bồ hình chè hình chân nhằm về chân từ và dân chọn đi dân phụ hình chè màu chà lấy cái nhằm thơ nhằm cặp đá muối hay nhằm chim và hải bầy thông thông đi chà. So you don't want to have to cut it, but we cut like that, just cook a little bit faster, right? Mm-hmm. Khi mà chạy một sáng sụp món sân hay bác đi mà máu ngân á rư mà máu rư mà giúp của bạn này chứ ngăn chà cho chiên bớt hay nâng tức sự yếu chà phần nâng anh cứ đừng xong bọc nhóm hay dừng đi tới chà lâu nít nên khi em bàn bà lạ hơi hơi anh chẳng nên khi em tục nông tú mùi mau không chà. All right, you're gonna let it sit and marinate for about an hour, and you can go let it marinate longer if you want to. Chà, mà mau cả bán, pi mau cả bán, mà ngay cả bán, mà giúp cả bán. Chà, lấy một cục rốt cho mà máu. Ôi trong nha mà lươn lươn cho mà máu. Chà, bóp cho mà máu. Chà, lấy những bạc lành rồi thấy. Chà, lấy đi ở cùi là bọn nên cái nhóm. Khi bạn bạc bia mùi màu thấy. Chẳng nên nhóm bán đặt vô mà chiên là lâu nữa ná. Chà, vô mà chiên sẵn. Dùng ở miền tận tây khoảng tiệt tận quan mấy nhà mỏ bạc đáy thôi tận cô chủ mới quan tra mà ok bạn đang săn hay nghĩa máu cùi phong tự chiên hái hay nè khi ông nghĩa mặt phớ tập chuẩn lụa mệt vĩnh chứ tới khi máu sập cà phê nữa chà sờ lạnh phần nát đặt phần năng tơ bò mồng chua chật bò ọt chua chật mệt chán như đặt tất cả lá tơ nữa chà hay ông bò lít khi ông vô cả lá chà ấy mặt xếp tinh tinh nữa
hay score ní nhầm vô bên này đài chà mà thịt đài đi kìa là cũng tinh tinh chà hay chấm dược thêm tam cào từ chắc nhầm hàng mà tê đã sẵn mình đặt mà tê có ba đài tại nhầm chọn hàng hàng tinh tinh chà chà là nít nhom đã rồi ở hái rồi lấy chúng đặt rồi phá pro dân chiên chiên cùi nướng dân nhằm tập tray ấy các bạn đây chà chỉ tập tray cọc con rửa tập tray của chúng ma tập tê các bạn đây buổi chua các bạn đây chà lục mơ sắn mạch đá ôi ngàn bàn hai bàn này cha bàn hai hà lỡ chú ám cha là mồm mưa lấy trầm tì hai mơ sắn khuya lấy chiên và hai tuần để tới trầm nặng tì á cùng phong khu đi coi thật hòm làm sư được làm món chén đó chứ chà chà làm đi trong trầm bằng tì hái chà còn nét đây cho chật hòm bộ mà nó chà so it's golden brown right chà. Hai chị nó sôi sắp bạn đại bạch chơi chả đi chiên phim nhắm phim á bạn nhắm phim chắc phải vì ở rồi sauces we're using the black pepper sauce Bopa just made, and this is some pickle chua right honey so you can actually eat with anything you want cha yeung aich mien tuk trai kok kong tuk mrek ne chua bai mok ya nang chamno chua chot muoy na ka ban rư tuk sea eel your favorite yeah I like tuk sea eel in sriracha so okay let's dig in bong chan san nyam oi meur tiet hai yeah look at that. I am so ready to dig in cruy bom pong ban hai hai conflict thôi nhầm đó mình phải tỏ kia ok hát nè okay ôi this guy out here yeah it's so good when it's hot like this is take out the light wow look at that okay so I'm gonna dip it in here anh đang tật mà rách cha tật so you guys could like I mentioned you could use any sauce you want yeah còn là cắt cắt nữa lấy từ mực ớt bị ớt liền hờ tí cho nó wow so good it rise a little bit here nhôm lấy từ bò lột yeah can we have good this is it's crunchy on the outside could you deep fry that tôi nhưng mà prap chân cha tôi ơi mà mau pi mau tới vô mầm bông mà hơi á cha so good guys anyway sauce easy to make just simple ingredients and you guys can do it too you can buy those quail from any Asian store they do sell them con món các bạn đấy honey đôi khi yeah you do baby chicken yeah too. Baby chicken ở store ta mua pram đô la tế yeah we've done that before cha ai bạn chân bạn đi khi bông tới bạn tràn chiên quail thằng tiết bạn tay mình ấy khóc đi bỏ má đấy cha right and you can... niềm con món mùi niềm chi cruột chà chẳng ok papa miền bẹ sầm tay anh vậy tế okun thank you for watching guys if you did like the video please go and smash a like button below and those of you who have not subscribed yet please push the subscribe button that way we can bring you more video in the future
Ok, good. Lee hi. Yeah. Happy eating. Let's dig in. Yeah. Pa lực crụt mơ ơi ơi mơ muội mơ crụt nó. Nó à thông như kê ạ. Cha luịch mơ ơi ơi cật mơ tới ăn mơ chbas. Cha mơ nè. Cha complete thơ nhám nà mà kết ọt. Thì nhám mươi bọc lòng ở this chruk, yeah. Bọc lòng có bán sấy cơ bán mà chọc tặng nó vậy tới tức xíu đặt cho mươi sấy cơ bán tặng nó cha vậy tới. All right, I'll good everyone. So all sparkle drink. Enjoy guys. Cha bây